Hôm nay Phước Sửu đang đứng tại một cái căn hộ rất là đẹp tại quận 7, căn hộ mang tên là Himalayan Riverside. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với mọi người khám phá một căn hộ rất là đẹp và đặc biệt, đó là căn hộ penthouse của căn hộ Himalayan Riverside. Với cái căn hộ này thì nằm trên mặt tiền đường D1 và với lộ giới đường B1 là 35m. Và cái vị trí này đã nằm trong cùng của dự án khu dân cư Himalayan Ken Tẻ của quận 7. Thì hôm nay mọi người cùng Phước Sửu khám phá về cái căn hộ này nhé. Và bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người bước vào bên trong của cái sảnh để mình bắt đầu mình di chuyển lên căn hộ penthouse của căn hộ Himalayan Riverside ha. Rồi bây giờ là mình đang có mặt tại căn hộ penthouse Himalayan Riverside với diện tích là 240m2, và căn hộ penthouse này được thiết kế thông tầng, có 2 tầng, tầng 1 và tầng 2 ha. Thì nhìn bên trong thì căn hộ penthouse này khá rộng rãi, bởi vì sở hữu diện tích khá lớn nên nó là có một cái phòng khách rất là rộng. Có một cái cầu thang để di chuyển lên tầng 2. Và ở tầng 1 thì có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, phòng bếp. Hiện tại căn nhà này thì vẫn còn rất là mới, nội thất gần như là full đầy đủ. Quý anh chị mua vào thì có thể là vào ở ngay. Với cái căn hộ penthouse này thiết kế là 5 phòng ngủ. Đây, phòng ngủ đầu tiên dành cho em bé, có một cái view rất là đẹp. Hiện tại có giường, tủ âm tường ha. Có tivi, kệ tivi đầy đủ. Và đây là Phước Sửu di chuyển vào cái toilet của tầng 1. Thì chủ nhà đã thiết kế rất là đẹp và gần như là đầy đủ tất cả các trang thiết bị nội thất cao cấp. Đây là cái gian phòng khách ha. Và gần hơn nữa là cầu thang bước lên trên tầng 1. Đây là Phước Sửu cùng với mọi người di chuyển từ tầng 1 lên với lối cầu thang và di chuyển lên tầng 2. Tầng 2 thì có thiết kế đến 4 phòng ngủ và có một cái view cực kỳ đẹp. Với căn hộ này thì cái view là ban công nhìn về hướng đông nên là chỉ nắng sáng thôi. Chỉ cần một nắng sáng một chút xíu là buổi chiều thì rất mát mẻ và nhìn toàn cảnh về quận 1 và nhìn ra khu đô thị Himalayan Ken Tẻ của quận 7 ha. Ở trên này thì mình tha hồ trồng rất là nhiều loại cây nè, trồng rau và có thể là mình làm nguyên một cái khu vườn trên cao được luôn. Bởi vì là đối với penthouse thì sở hữu được cái tầng trên cao nên nhớ là có thể là trồng được rất nhiều loại cây mà mình ưa thích. Đây, Phước Sửu sẽ quay cận cảnh cái sân trên cao ha. Nhìn rất là thoáng. Rồi, bây giờ là Phước Sửu sẽ cùng với mọi người khám phá 4 cái phòng ngủ ở lầu 2 ha. Đây là cái toilet chung dành cho 4 phòng ngủ lầu 2. Thì có bồn tắm đứng nè. Rồi có những cái trang thiết bị vệ sinh đầy đủ hết. Quý anh chị sở hữu căn này thì có thể là mua vào là ở ngay. Đây là một phòng ngủ và có một cái view cũng trực diện về Himalayan. Để có thông tin đầy đủ về cái căn penthouse Himalayan Riverside thì quý anh chị alo ngay cho số hotline của Phước Sửu bên dưới. Thì Phước Sửu sẽ cung cấp cho quý anh chị đầy đủ thông tin pháp lý, sổ hồng và đặc biệt là mua bán ngay, sang tên ngay. Nếu quý anh chị có nhu cầu mua vào sở hữu để ở thì cũng đây là một cái vị trí rất là đắc địa để cho quý anh chị lựa chọn. Một cái tầm view cực kỳ hấp dẫn, như quý anh chị đang nhìn thấy đó là nhìn trực diện xuống cái dự án Himalayan Ken Tẻ ha. Quý anh chị cần thêm thông tin về căn hộ Himalayan Riverside hoặc là cần mua bán trao đổi nhà đất quận 7 thì alo cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem kênh. Cảm ơn và hẹn gặp lại.